Xin chào các bạn, Huyền Nguyễn rất vui khi được gặp lại các bạn trong bài tập yoga trẻ hóa toàn thân. Ở bài tập lần này thì sẽ hướng đến những động tác yoga mềm dẻo, kéo giãn toàn bộ cơ thể và hệ thần kinh. Thông qua những động tác mềm dẻo và kéo giãn nhẹ nhàng này thì cơ thể của chúng ta sẽ đón nhận được nhiều thanh khí, đào thải các chất cặn bã, độc tố bên trong. Chúng ta cùng trải thảm ra và bắt đầu luyện tập nhé. Chúng ta ngồi trên gót chân, hai mông hơi nhấc nhẹ ra một chút và cuộn xương cụt đẩy thẳng cột sống lưng. Vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống của mình lên. Thở ra, vặn người sang bên trái, tay phía sau này, sau chúng ta đẩy ngực lên, mở vai và mắt nhìn ra phía sau. Tiếp tục, tay vươn lên cao, hít sâu, nâng toàn bộ các đốt sống của mình lên, trùng nhẹ vai xuống. Thở ra, vặn người sang bên phải, mở ngực, mở vai, siết nhẹ cơ bụng. Tiếp tục, tay qua đầu, hít vào, chậm chậm vặn người sang bên trái, thở ra. Hít vào, vươn hai tay lên, thở ra, vặn người sang bên phải. Tiếp tục, hít sâu, nâng toàn bộ các đốt sống. Thở ra, vặn vặn người sang một bên. Giữ ở đây và hít thở đều. Ta cố gắng đi tay ra phía sau một chút và siết nhẹ bụng, nâng lồng ngực. 5, 4, cảm nhận sự căng giãn ở vùng lườn của mình đang được xoắn hết sang bên trái. 3, 2, 1. Chậm chậm bạn xoay người về giữa, vươn hai tay lên qua đầu, hít sâu. Chậm chậm vặn người sang bên phải, thở hết ra. Rồi chúng ta đi tay ra sau, siết bụng đầy thẳng lưng, mắt nhìn theo vai. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Chậm chậm vươn tay lên cao, hít vào, hai tay xuống đầu gối, thở ra. Bạn dùng lực xòe 5 ngón tay ra, bấu vào đây ạ. Sau chúng ta xoay vai ra sau, nâng lồng ngực lên, hít vào, vươn cằm ngửa cổ ra sau. Rồi chậm chậm thở hết ra, hóp bụng cuộn lưng ra sau, cằm thu về cổ, kéo giãn toàn bộ vùng cơ lưng. Tiếp tục, xoay vai ra sau, nâng ngực lên, khép sát khuỷu tay của mình, hít vào, chậm chậm cuộn lưng ra sau, hóp bụng, thở ra. Một lần nữa, xoay vai, ngực lên, hít vào, đẩy căng lồng ngực, vươn giãn toàn bộ cứng cơ cổ. Thở ra, cuộn lưng ra sau, siết bụng của mình lại. Một lần cuối, xoay vai, mở căng ngực về trước, dùng lực của tay kéo ghì khử tay về hơn để đẩy cái lồng ngực lên. 5, mở lưng trên của mình nhiều hơn nữa. 4, cố gắng thả lỏng vùng cơ cổ. 3, hít thở đều. 2, 1. Ôi chậm chậm nâng cột sống của mình lên, hít sâu, cuộn lưng hết ra sau, thở ra, cằm thu về cổ, mắt nhìn vào rốn, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, nâng cao lồng ngực của mình lên, nghiêng người sang bên trái, tay phải áp mang tai. Thở ra, ta không gập người về phía trước như này và nghiêng trên một mặt phẳng nghiêng. Về giữa, nâng cột sống, hít sâu. Chậm chậm nghiêng người sang bên phải, nhấn mông trái xuống. Thở ra, cảm nhận sự căng giãn toàn bộ cơ liên sườn bên trái. Siết bụng về giữa, hít vào. Chậm chậm bạn đổi bên,
thở ra, trùng nhẹ khuỷu tay phía dưới, thẳng tay phía trên để kéo căng được toàn bộ vùng lườn của mình. Về giữa nào. Hít vào. Chậm chậm đổi bên. Thở ra. Một lần cuối, siết bụng, nâng vùng cột sống của mình lên. Hít vào. Bạn nghiêng người sang trái, trùng nhẹ khuỷu tay, sao cho vai thẳng hàng với lại khuỷu tay này. Rồi, hai mông vẫn ở trên gót chân của mình. 4. Mỗi lần thở ta lại trùng nhẹ khuỷu tay xuống nhé. 3. Mở căng ngực. 2. 1. Chậm chậm nâng người lên. Hít vào. Bạn nghiêng người sang bên phải, thở ra, mềm lườn của mình xuống. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng, tay ra phía sau tai một chút. 4. Mỗi lần thở ta lại hạ khuỷu tay phải nào. 3. Siết nhẹ cơ bụng và thả lỏng lườn. 2. 1. Chậm chậm nâng người lên. Hai tay dang ngang, rút bụng, nâng ngực, hít vào. Hạ tay phải phía sau, thở ra. Rồi, chống gối xuống, nâng mông lên. Hít vào, uốn cong lưng, mở căng lồng ngực, lòng bàn tay quay về phía tai. Kéo nhẹ cằm của mình lại một chút. Hạ mông xuống, thở hết ra. Tiếp tục, hít sâu, vươn căng toàn bộ vùng cột sống của mình lên. Gập người về phía bên trái của mình này, đi tay ra xa và hạ ngực, bụng sát đùi, thả lỏng toàn bộ đầu cổ xuống. Chậm chậm nâng người lên, vươn tay qua đầu, hít vào. Hạ tay trái phía sau, thở ra nắm lấy gót chân. Vòng tay phải về trước, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Mở vai. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Tay vươn lên qua đầu, hít sâu. Gập người về đầu gối phải. Đó, mông trái cũng nhấn xuống nhá. Từ từ hạ khử tay và cảm nhận sự căng giãn toàn bộ cơ liên sườn bên trái. Tiếp tục tay vươn lên cao, hít vào. Tay phải chống sau, thở ra. Vòng tay về phía trước mặt, hít sâu, nâng cao toàn bộ vùng cột sống của mình lên, uốn cong lưng. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Tiếp tục tay qua đầu, hít vào. Gập người về phía sang bên trái này, trùng nhẹ khử tay. Rồi thở ra, đi tay kéo giãn toàn bộ cơ liên sườn bên phải của mình nào. Hết hơi thở chúng ta nâng người lên, tay vươn lên, hít vào nâng cột sống. Tay trái chống sau, thở ra, vòng tay phải trước mặt, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng. Ta mở cái ngực lên và kéo cằm lại một chút nhé, không thả lỏng hết cổ ra sau. Hạ mông xuống, thở hết ra. Tay vươn lên qua đầu, hít sâu. Gập người về phía đầu gối phải, trùng khuỷu tay xuống. Thở ra, chán xuống thảm và duỗi thẳng tay một chút nữa. Một lần cuối. Tay vươn lên cao, hít vào. Hạ tay phải chống sau, thở ra. Mông lên cao nào. Hít vào, siết cơ bụng, uốn cong lưng. Giữ và hít thở đều. 4. Mở ngực nữa. 3. 2. 1. Rồi, chậm chậm hạ mông của mình xuống. Vươn hai tay lên cao. Hít vào. Thở ra, gập người đầu gối trái. Rồi, đi tay nhiều. Sau đó hạ trán xuống. Lúc này ta cảm nhận toàn bộ vùng lườn bên phải của mình đang được kéo giãn. 4. Hít thở đều. 3. 2. 1. Chậm chậm nào, bạn nâng người của mình lên nhé.
Hít vào, vươn tay lên cao. Hạ tay trái phía sau, thở ra. Mông lên cao nào. Hít vào, siết căng lồng ngực. Đẩy mông về phía trước. Giữ ở đây. 5 4 3 Đẩy căng ngực lên nữa. 2 1 Hơi chậm chậm, bạn hạ mông xuống. Tay vươn lên cao. Hít, rút bụng, nâng lồng ngực lên. Gập người về phía đầu gối phải. Hạ cửu tay. Thở ra. Bụng ngực ép sát đùi. Và chúng ta đi người sang bên phải một chút. Giữ, hít thở đều. 4 3 Lúc này ta thả lỏng toàn bộ vùng cột sống của mình ra. 2 1 Chậm chậm bạn nâng người lên. Hai tay đan phía sau. Xoay vai, mở ngực. Hít vào, rút bụng nâng ngực lên. Khép sát hai lòng bàn tay lại. Từ từ gập người về phía trước. Chán xuống thảm và hất tay lên cao. Ta thả lỏng vai. Giữ và hít thở đều. 4 3 Ta có thể tách nhẹ hai lòng bàn tay ra để chúng ta mở cái biên độ vai về phía trước nữa. 2 1 Chậm chậm siết bụng, nâng ngực lên. Vươn tay, hít vào và hạ tay xuống, thở ra. Hôm nay chúng ta sẽ duỗi thẳng chân về phía trước, lắc chân sang hai bên trái phải, nâng đầu gối lên xuống để thả lỏng chân. Lưu ý là chúng ta vẫn phải đẩy thẳng cột sống lưng nhé. Rồi, mời các bạn gập đầu gối phải lại này. Sau đó duỗi chân trái ra phía sau. Rồi, bây giờ chúng ta mở gối phải sang bên phải nhiều hơn có thể này. Sau đó rồi úp cái đùi bên trái xuống sao cho hông thẳng hàng với lại gót chân. Rồi một tay đặt ở đầu gối, một tay chúng ta kiễng lên thẳng hàng với vai. Xoay vai ra sau, hít vào. Nâng cao toàn bộ thân phía trước lên. Mở căng lồng ngực và vươn cằm của mình lên. Kéo giãn toàn bộ vùng cơ cổ. Giữ ở đây và hít thở đều. Cố gắng nhấn mông trái xuống nữa. Mở căng ngực lên. Siết nhẹ cơ bụng nhá. 4 3 Mở vai ra sau tiếp nào. 2 Thả lỏng lưng của mình. Và 1 Hơi chậm chậm, bạn hạ tay phải xuống giữa thảm thẳng hàng với lại xương cụt của mình này. Rồi siết bụng, nâng cao tay trái lên. Mắt vẫn vươn cằm bắt, vẫn nhìn lên nhé. Xòe 5 ngón tay của mình ra. 4 3 2 1 Giữ nguyên tay, từ từ hạ tay trái ra phía sau đùi trái. Vươn cao tay phải lên. Hít vào. Thở ra, nghiêng người sang bên chân trái, mắt nhìn về phía gót chân. Và đi tay ra sau một chút nữa. Rồi, giữ và hít thở đều. Đã đạp thẳng căng tay trên đi, để cho cái máu mình nó lưu thông và nó kéo giãn được lườn bên phải. 4 3 Cố gắng úp hông trái xuống nữa. 2 1 Rồi chậm chậm bạn vươn cao tay trái lên. Hít vào. Hạ khử tay trái xuống phía trước, thở ra. Vươn căng tay phải lên, hít sâu, mắt nhìn lên theo tay. Chúng ta cố gắng là nâng vai lên và xoay vặn người sang bên phải. 4 3 Hít thở đều nào. 2 1 Hơi chậm chậm bạn gập hai khử tay về phía trước và chán xuống thảm. Lúc này ta sẽ cảm thấy căng ở cơ đùi bên phải thì chúng ta sẽ thở đều và thả lỏng toàn bộ vùng cơ mông sau. Hít thở đều đi ạ. 4 3 2 1 Giữ nguyên tư thế, từ từ chúng ta vòng tay phải ra sau lưng, gập chân trái lại và tay phải nắm lấy cái bàn chân. Hít vào này. Thở ra, ta kéo chân gần về phía mông của mình hơn.
Mông của mình không nhấc lên nhé. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Cố gắng thả lỏng toàn bộ cơ đùi trước của chân trái. 4. 3. 2. 1. Chậm chậm bạn nâng người lên. Gập chân phía sau lại. Đặt lòng bàn chân vào khử tay. Đó. Nếu ai tốt hơn, chúng ta sẽ vươn cao tay phải lên và hai tay nắm lấy nhau, xoay ngực về phía trước, tư thế bồ câu. 5 4 siết cơ bụng nào, nâng cao lồng ngực nào. 3 2 1 chậm chậm hạ chân xuống. Chúng ta đi chân về phía trước. Đặt bàn tay phải ngoài của chân trái, hít vào, nâng cao chân trái lên, thở ra, mở ngực, vặn người sang bên trái. Hồi ta duỗi thẳng tay và mắt nhìn theo bàn tay nhé. Giữ ở đây, đẩy lưng lên nào. 5, cố gắng nếu chân cong thì chúng ta chân bị căng ạ, thì chúng ta đạp nhẹ ra. 4, 3, thở đều vặn tiếp nào. 2, 1, bạn đặt bàn chân trái bên má ngoài của đầu gối phải, vươn căng tay phải lên cao, hít sâu, kéo giãn toàn bộ cơ lên sườn nào. Thở ra, vặn người sang bên trái, đẩy tay vào giữa ngực và chắp hai tay lại với nhau, mở cái khử tay của mình, mắt nhìn ra sau, giữ ở đây. 4, hít thở đều. 3, cố gắng vặn người hơn một chút nữa nào, tay ở giữa ngực ạ. 2 và 1. Rồi bạn vươn tay lên cao, hít vào, hai tay xuống, thở ra. Rồi chúng ta thả lỏng chân một chút nhé. Nâng đầu gối lên xuống. Bây giờ chúng ta sẽ đổi bên nhé. Mời bạn gập chân trái lại và duỗi thẳng chân phải ra phía sau, úp hông bên phải xuống. Và chúng ta mở cái đầu gối trái sang bên trái hơn một chút nữa. Rồi, xuôi mũi chân sau. Khi chúng ta đã ngồi cảm thấy vững chắc ở trên thảm rồi, ta không nhấc cái mông của mình lên nhé, thì bắt đầu ta đặt một tay trái lên đầu gối trái và tay phải kiễng mũi tay lên. Xoay vai, nâng cao lồng ngực. Hít sâu, vươn cằm của mình lên, mở rộng toàn bộ vùng thân trên phía trước. Thở ra mềm lưng, mềm vai ra sau. Giữ và hít thở đều. 5 4 3. Cố gắng vươn cằm lên thôi, chúng ta không ngả lỏng, thả lỏng cái phần cổ của mình ra sau. 2 1. Rồi đi bàn tay trái ở phía giữa thảm. Hít vào, vươn cao tay phải lên qua tay của mình, xòe căng tay ra để máu lưu thông và mở căng lồng ngực phía trước. Giữ ở đây. 4 3. Siết cơ bụng của mình lại. 2 1. Rồi giữ nguyên tư thế. Từ từ đi tay phải ra phía sau đùi phải. Chậm chậm ta vươn cao tay trái lên, hít vào, kéo căng toàn bộ cơ liên sườn bên trái. Thở ra, nghiêng người sang bên chân phải. Chúng ta đi tay tiếp nào. Lưu ý là mông bên phải luôn luôn được úp xuống. 4 Hít thở đều. 3 2 Mắt nhìn gót chân nhiều hơn. Và 1 Rồi chậm chậm này, hạ bàn tay trái xuống, vươn cao tay phải lên, hít vào, hạ khử tay phải phía giữa hông của mình này. Đó. Rồi hít vào, vươn cao tay trái lên, ta xoay cái phần vai phải lên và xốc nó lên nhé. 4 3 2 Hít thở nào. 1 Rồi chậm chậm bạn hạ khử tay xuống hết. Sau đó trán của mình chạm xuống bàn tay và úp hông xuống. Bây giờ chúng ta tập trung cảm nhận của mình ở vùng cơ đùi phía sau của chân trái. Cảm nhận nó đang căng ra và bây giờ chúng ta tập trung để thả lỏng toàn bộ cơ đùi phía sau nhé. Mỗi hơi thở ra ta lại thả lỏng ra một chút. 4 3
2, 1. Rồi, từ từ. Nâng người lên. Ta gập chân về sau, tay nắm lấy chân này. Hít vào, duỗi lưng. Thở ra, gập trán xuống. Kéo gót chân về phía mông nhiều nhất có thể. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi chậm chậm vẫn nâng người lên. Gập chân phải phía sau lại. Đặt bàn chân vào phía khử tay phải. Đó. Nếu như ai cơ đủ cứng thì chúng ta cứ giữ ở đây nhé. Nếu ai tốt hơn, ta vươn cao tay trái lên, hít vào. Rồi gập hai tay lại nắm lấy nhau, thở ra. Siết bụng và xoay vặn người sang trái một chút nữa. Úp đùi bên phải xuống. 4, mở căng ngực nào. 3, cố gắng hít thở đều. 2, và 1. Rồi chậm chậm ta hạ chân xuống. Bây giờ vòng chân phải về phía trước. Tay trái nắm lấy má ngoài của bàn chân. Hít vào, đẩy thẳng chân. Rồi vặn người sang bên phải, thở ra. Cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng. Sau đó từ từ chúng ta đưa tay lên và mắt nhìn theo bàn tay. Giữ và hít thở đều. 5, cố gắng kéo chân sang trái nào. Vặn người sang phải hơn. 4, 3, cố lên ạ. 2, 1. Chậm chậm hạ bàn chân phải vòng phía qua gối này. Đó. Rồi từ từ tay phải đặt lên đầu gối. Vươn cao tay trái lên. Hít sâu, kéo căng toàn bộ vùng lườn. Thở ra, bạn vặn người sang bên phải. Hai tay đẩy về đứng giữa ngực này. Mở vai ra sau. Cố gắng hạ vai phải xuống và nâng vai trái lên. Để cho lưng chúng ta luôn luôn được thẳng. Giữ ở đây. 4. Điều hòa hơi thở nào. 3, cố gắng thả lỏng toàn bộ vùng lưng. 2, 1, chậm chậm bạn về giữa. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Rồi, chúng ta duỗi chân về phía trước và thả lỏng chân. Chúng ta chống hai chân của mình lên. Hai chân mở rộng bằng vai và hướng mũi chân vào bên trong một chút để mép chân bên ngoài song song với nhau. Đồng thời chúng ta hạ hai bàn tay ở phía sau, mũi tay hướng về phía mông. Đầu tiên chúng ta xoay vai, nâng lồng ngực lên trước. Hít vào, vừa hít vừa lên. Kéo cằm lại một chút để mặt song song với mặt tường phía trên. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Ta lặp lại 3 lần như vậy nhé. Tiếp tục, xoay vai, nâng lồng ngực, hít vào, mông lên cao, ngực lên cao, siết chặt cơ bụng nào. Thở ra, chậm chậm hạ mông xuống. Một lần cuối, xoay vai, mở ngực, hít sâu, mông lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, siết cơ đùi, cơ mông và cơ bụng. 4, mở ngực, mở vai hơn nữa nào. 3, 2, 1. Rồi chậm chậm bạn hạ mông của mình xuống nào. Chúng ta vẫn tiếp tục chống tay về sau. Hít vào, nâng lồng ngực lên. Thở ra, hạ hai đùi gối của mình sang bên trái. Vặn người sang phải và mắt nhìn ra vai phải nhé. Rồi về giữa nào. Hít vào. Thở ra, đổi bên, vặn người sang bên trái. Về giữa, hít sâu, thở ra, đổi bên. Bạn giữ ở đây và hít thở đều. 5, cố gắng vặn vai của mình sang phải hơn nữa. 4, thư giãn toàn bộ vùng cột sống. 3, 2, 1, chậm chậm đưa chân trở về vị trí ban đầu. Hít vào, thở ra, đổi bên. Giữ ở đây, hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi. Bài tập hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Và các bạn cảm thấy cơ thể của mình như thế nào ạ?
mọi người hãy chia sẻ cho Huyền Nguyễn được biết nhé. Và cảm ơn các bạn đã tin yêu và đồng hành cùng với Huyền Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở buổi tập ngày mai.